Thảo xin chào các bạn. Hôm nay Thảo muốn chia sẻ cùng mọi người món bánh canh bột sắc. Món bánh canh này công thức rất là dễ làm và sử dụng ở đây là bột năng và bột gạo hiệu này. Và các bạn thấy thích món này thì cùng vào bếp làm cùng với Thảo nha. Ở đây Thảo chuẩn bị là 310ml nước. Đổ nước vào trong cái nồi nấu cho thật sôi. Và Thảo chuẩn bị ở đây là 250g bột năng. Cộng với 100g bột gạo. Tổng cộng hai loại bột này là 350g. Sau khi mà căn bột xong thì các bạn dùng cái phới mình trộn đều cái hai loại bột này vào với nhau. Rồi cho ra cái thố nào cũng được. Và Thảo cho vào đây là một muỗng cà phê muối. Và cũng tương tự các bạn trộn đều muối với bột với nhau nhé. Rồi xong, qua nước nó đã sôi nhiều rồi thì Thảo cho vào đây là một muỗng rưỡi canh dầu ăn hiệu hoa hướng dương. Và thật sôi, nước thật sôi rồi Thảo đổ vào trong bột từ từ thôi. Và mỗi lần như vậy thì Thảo sẽ trộn bột lên. Và cứ làm tương tự như vậy, khi mà thấy nước nó vào trong bột rồi nó khô rồi thì mình đổ cái nước khác vào và cứ trộn lên, trộn đều lên. Các bạn nào mà thích ăn bánh canh dai á, mà nó mềm á, thì các bạn dùng cái công thức của Thảo. Còn hoặc không á, những người mà không muốn ăn dai lắm á, bớt giảm dai lại thì các bạn sử dụng nửa bột gạo, nửa bột năng cho Thảo nha. Còn các bạn nào mà không muốn ăn dai nữa luôn á, những người lớn tuổi á, thì sử dụng ít bột năng lại, dùng bột gạo nhiều một chút là sẽ ăn ngon, ăn vừa miệng. Còn cái trọng lượng á, bột với nước như vậy là Thảo cho ra là chuẩn rồi đó. Các bạn ơi, đừng có thêm nước, thêm bột gì nữa nha. Nhưng mà cũng dao động, khi nào mà mình đổ nước vào trong bột mà nó thấy nó hơi dính tay thì các bạn cho vào một tí xíu bột áo, mà bột áo là bột năng nha. Các bạn nhồi khối bột này khoảng tầm 10 phút và nhồi cho đến khi khối bột nó mịn như vậy là được rồi đó. Và cho bột nghỉ khoảng 5 phút. Và qua đây á, Thảo cho bột áo là bột năng lên trên cái thớt, rồi sẽ lấy cái khối bột ra để đem qua để mà mình cán bột ra và mình cắt nha. Thì cái phần bột này Thảo sẽ chia ra làm hai phần. Còn cái phần bột còn lại á, thì Thảo sẽ cho vào cái bọc hoặc là cái gì đó mà bạn có để cho giữ nó không có bị khô cái cục bột. Thì khi mà mình làm cục bột này xong, cục bột kia nó không có bị khô và rất dễ làm. Thảo sẽ cán cục bột ra, cái phần độ dài và độ mỏng á, thì các bạn tùy theo mỗi người nha. Thảo thì làm hơi dày một chút để mà Thảo ăn cho nó dai á. Và Thảo làm cái cọng bánh canh nó cũng hơi dài nữa. Thì tùy thôi. Các bạn muốn ăn mỏng á, thì các bạn cán cho nó mỏng rồi mình xắt ra. Và nếu mà muốn nó ngắn á, thì các bạn chia ra cái chiều dài của nó 3-4 lần. Còn cái khối bột này như vậy á, Thảo thì chia ra có 2 lần thôi, để mà cái cọng bánh canh nó dày và nó dài á, mình khi mình ăn bánh canh á, nó ngon, nó dai và nó mềm, nó không có bị dính răng. Cắn vào á, cọng bánh canh nghe cái sực thì nó cảm giác rất là tuyệt vời. Bánh canh Thảo làm á, nó giòn, nó dai và nó ăn giống như cái cọng bánh canh của người Hàn Quốc ở trong chợ Việt Nam bán. Cái chiều dài cọng bánh canh của Thảo là 0.05mm.
Còn chiều dài của cọng bánh canh thì các bạn muốn dài hay ngắn là tùy nha. Và cái sợi bánh canh của Thảo nó như vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Dễ thương lắm. Nó dẻo nữa. Chưa có luộc mình đã thấy dẻo rồi đó. Cái bột này á, các bạn làm xong mà các bạn có máy á, ép rồi cắt ra nó còn ngon và đẹp hơn nữa. Và nếu ai á, cắt khéo á, thì nó cũng ra đều cái sợi bánh canh. Khi mà cắt cái sợi bánh canh này ra đó, mình cắt xuống rồi mình lấy con dao mình kéo ra để cho cái cọng bánh canh này không dính vào cọng bánh canh kia. Một chút xong thì mình sẽ cho bột áo là bột năng vào. Các bạn không muốn luộc ăn sớm thì bỏ vào đông đá tủ lạnh, khi nào ăn đem ra luộc nha. Khi mà Thảo thấy cái bột nó dính vào nhau thì Thảo sẽ dùng tay Thảo kéo nhẹ như vậy thì nó sẽ theo cái hướng cắt của mình nó tách ra dễ dàng lắm. Với công thức bánh canh này thì những người mà thích ăn dai Thảo nghĩ sẽ rất là thích. Bởi vì Thảo thì thích ăn bánh canh dai, không có thích ăn bánh canh mềm. Thì mỗi người mỗi ý thích mà, đâu có ai giống ai được. Cho nên các bạn muốn ăn mềm thì các bạn sử dụng nửa bột gạo, nửa bột năng. Như vậy là sẽ vừa ý luôn những người mà ăn không thích dai mấy. Với công thức này Thảo ra thì phần bột, phần nước như vậy là ok rồi. Nếu các bạn thấy thích thì vào bếp làm cái món bánh canh này, rồi nấu thêm một nồi súp nữa, hoặc là nấu bánh canh tôm nè. Wow, quá tuyệt vời phải không? Nào là bánh canh chả cá, bánh canh nước cốt dừa. Mới nghĩ thôi là đã muốn ăn rồi đó. Và các bạn làm khối bột sau còn lại đó, tương tự như vậy cho đến khi hết cái phần bột. Sau khi cắt cái khối bột này xong á, Thảo sẽ bắt một nồi nước lên và tiếp tục Thảo sẽ làm cái khối bột còn lại để mà chờ nước cho nó sôi. Nước thật sôi á, mình luộc cọng bánh canh á, nó chín, nó ngon, nó trong veo và nó dai ngon nữa. Nó không có bị lòe bột. Nếu các bạn để nước mà nó không sôi á, nó vừa lên tim mà các bạn bỏ bột vào á, thì nó dễ nhòe cục bột lắm. Giống như là nó nhão cục bột gì đó. Thảo thấy bột nó dính vào nhau thì Thảo tách cái bột nó ra như vậy nè, cũng dễ dàng lắm mọi người. Rồi mình áo bột năng lên, nhiều một chút cũng không sao. Giờ là Thảo đã cắt xong hoàn toàn cái phần bánh canh rồi đó. Và lúc nãy Thảo đã bắt cái nồi nước, thì bây giờ nước nó sôi lên rồi thì Thảo cho vào một muỗng rưỡi canh dầu ăn. Cái dầu mà mình đổ vào trong nước á là để cho khi mà mình luộc bánh canh á, những cái sợi bánh canh á nó được bóng đẹp và nó không có bị dính vào nhau. Và Thảo dùng đũa, Thảo sẽ xoay nhẹ khoảng 2-3 bận như vậy vào trong bánh canh là được rồi. Lúc này á thì cái những sợi bánh canh nó chín á, nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Nhưng các bạn phải chờ cho những sợi bánh canh này nó nổi đều lên nhau rồi á nước nó sôi ngược trở lại thì mình mới vớt cái bánh canh này ra. Thì lúc đó cái cọng bánh canh nó mới thật sự là chín hoàn toàn bên trong. Chứ mà nó vừa nổi lên các bạn vớt ra liền á thì ở bên trong e là nó chưa chín. Nước lúc này nó thật là sôi rồi nè. Thảo sẽ vớt cái phần bánh canh này ra, đổ vào trong cái thố nước lạnh mà Thảo đã chuẩn bị sẵn ở bên kia rồi.
cái phần nước lạnh mà Thảo chuẩn bị sẵn nó cũng giúp cho cái cọng bánh canh nó dai. Bởi vì khi mà cọng bánh canh nó đang nóng như vậy nè, thì mình vớt ra, mình bỏ ngay vào nước lạnh, thì cái cọng bánh canh nó sẽ co lại và nó giữ cho cái thân bột nó dai, mềm, giòn, dẻo, rất là ngon. Và Thảo luộc tiếp cái phần bột còn lại, cũng tương tự như mình luộc cái phần bột lần trước. Thảo thích nhìn lúc này nè, cái cọng bánh canh nó chín rồi, nó nổi lên từ từ á. Nhìn rất là thích luôn á. Cái cọng bánh canh nó trắng nõn, nhìn nó rất là dễ thương. Và nước nó thật sôi rồi nè, thì Thảo sẽ vớt cái phần bột này luôn, bỏ vào trong cái thố nước lạnh. Thấy sôi lên rồi là mình vớt ngay nha, đừng để nó sôi lâu quá, nó cũng nhòe cái bột ra luôn á mọi người. Cọng bánh canh này nói dễ nhưng mà thật ra nó cũng khó tánh lắm. Nhưng mà mình làm quen rồi á, thì theo cái thời gian thì mình canh nó làm theo thao tác như vậy thì nó sẽ ra một cọng bánh canh vừa ý. Cái nước mà nước lạnh mình rửa cái bánh canh này lại đó, nó trong veo luôn á. Và sợi bánh canh này các bạn thấy không? Rất trong và dẻo ha. Rất là ngon luôn đó mọi người. Và Thảo sẽ cho cái bột bánh canh này ra cái rây và rửa sơ qua nước lạnh nữa. Và mình cái dùng tay của mình nè, mình rửa để mình cảm giác được nó cái độ nhớt, cái bột dính ở trong bột á, nó trôi ra hết, thì mình sẽ giữ được cọng bánh canh lâu hơn một chút, nó không có bị hôi cái cọng bánh canh. Nếu mà các bạn làm số lượng nhiều á nha, qua ngày á, thì cần nên làm như vậy để mà mình giữ cho cọng bánh canh được lâu. Và Thảo cầm cọng bánh canh lên cho mọi người xem, nó dai lắm mà mọi người đó, nó dẻo nữa nè, nhìn nó dễ thương gì đâu á. Nó trắng và nó trong veo cái sợi bánh canh, và kéo ra kéo như vậy mà không có đứt luôn á mọi người. Bánh canh này chỉ có để vào miệng rồi mình cắn thì nó mới đứt thôi, chứ mà mình dùng tay như vậy thì nó không thể nào đứt được, tại vì nó có độ trơn á mọi người. Khi cọng bánh canh nó đã ráo nước rồi đó, thì Thảo sẽ cho vào cọng bánh canh là 1,5 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh cũng được. Rồi mình trộn đều lên để khi mà cọng bánh canh nó khô lại, nó không có bị dính vào nhau. Bánh canh mình làm ăn ở nhà thì nó vệ sinh an toàn, về chất lượng, về sức khỏe nữa. Nếu mà mình mua ngoài tiệm á, thì chắc chắn là nó không bằng ở nhà rồi. Và Thảo sẽ đem cái phần bánh canh này đi cân thử xem nó được bao nhiêu. Và sau khi Thảo đã cân rồi, cái phần bánh canh này được 1 kg và có thể dao động lên 1,1-1,2 kg. Lúc chưa làm á, cái phần bột là 350 gram, là 350 gram bột, và ra được 1 kg thì coi như là nó gấp 3 lần. Và bánh canh Thảo cũng đã làm xong. Thảo xin ngừng video tại đây. Và Thảo chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và xin nói lời chào tạm biệt. Bye bye.